Linh Jin bất ngờ bật mí mối quan hệ tình cảm của Chipu, nữ ca sĩ cũng ngầm xác nhận. Chipu gửi quà mừng Linh Jin hạ sinh em bé. Dân tình xôn xao khi trong bài đăng của mình, nàng dâu nhà tỷ phú Jonathan bất ngờ bật mí về tình trạng hẹn hò của cô bạn thân. Cuối tháng 11 vừa qua, Linh Jin hạ sinh con gái đầu lòng cùng chồng Philip Nguyễn. Cả hai rất hạnh phúc về sự ra đời của thiên thần bé nhỏ. Trên trang cá nhân của mình, hai vợ chồng liên tục chia sẻ những khoảnh khắc xung quanh việc chào đón thành viên mới. Dù trong quá trình mang thai, Linh Jin khá kín tiếng và thường lảng tránh những câu hỏi về việc có bầu. Nhưng sau khi em bé chào đời, hot girl Hà Thành đã chia sẻ nhiều hơn về gia đình nhỏ của mình. Cụ thể, chỉ sau vài ngày vượt cạn, Linh Jin đã chia sẻ loạt hình ảnh về những món quà mà bạn bè, người thân đã gửi tặng cho gia đình mình. Mới nhất, cô cũng cập nhật trên story của mình về món quà nhận được từ cô bạn thân Chipu. Đặc biệt, điều khiến dân tình xôn xao ngay khi xem được story này chính là dòng chú thích, cảm ơn dì Chi và người chú. Món quà của Chipu gửi đến em bé chính là set trang phục sơ sinh cực kỳ dễ thương. Kèm theo lời nhắn tạm dịch là, chào mừng con đến với thế giới này, Caroline Nguyễn. Món quà từ Double Chi với tất cả yêu thương. Mẹ bỉm gây chú ý khi bỗng nhắc đến một nhân vật được gọi là người chú. Kết hợp với chi tiết Double Chi mà Chipu đã nhắn gửi, cư dân mạng không thể không đặt nghi vấn về việc Chipu đang hẹn hò. Thậm chí nhiều người còn cho rằng người yêu Chipu có cách viết tên giống với cô nàng nên mới có Double Chi. Tuy vậy, đây chỉ là những suy đoán từ phía cộng đồng mạng, người trong cuộc vẫn chưa hề có chia sẻ nào khác. Hai mỹ nhân sinh năm 1993, Chipu và Linh Jin đều được biết đến từ danh xưng Hot Girl Hà Thành. Cả hai đã giữ mối quan hệ bạn thân hơn 10 năm nay dù mỗi người có một định hướng riêng trong sự nghiệp. Chipu lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật, Linh Jin thì tập trung phát triển theo hướng kinh doanh, nhưng cặp bạn thân vẫn dành thời gian đi du lịch, gặp nhau thường xuyên. Khi Linh Jin đang bận rộn chuẩn bị đám cưới vẫn gửi hoa tặng Chipu và còn xin lỗi bạn thân vì sợ sau này sẽ không còn thời gian bên nhau nhiều như trước. Ngược lại, Chipu luôn nhớ đến những dịp quan trọng của Linh Jin như việc gửi quà chúc mừng em bé ra đời dù hiện tại nữ ca sĩ đang rất bận rộn với nhiều lịch trình riêng. Và hôn lễ của Linh Jin và Philip Nguyễn vào đầu năm, Chipu cũng là một trong hai phù dâu của cô bạn thân. Thậm chí là cô nàng còn chia sẻ hình ảnh khiến người hâm mộ đoán rằng cô đã chụp được hoa cưới của Linh Jin. Màn nhả vía đầu năm này có lẽ sắp linh nghiệm nếu như suy đoán của người hâm mộ về động thái mới nhất của Linh Jin là đúng. Là một trong những nghệ sĩ đình đám V-biz, do đó chuyện tình cảm của Chipu luôn là một trong những đề tài thu hút đông đảo sự chú ý từ công chúng. Chipu từng có một danh sách dài người yêu, người tình tin đồn gồm toàn cái tên đình đám. Dù một trong số đó đã gây không ít tranh cãi nhưng phải công nhận tình sử của người đẹp thật đáng ngưỡng mộ. Thời gian mới bước chân vào V-biz, Chipu có mối tình ngọt ngào cùng Cường Seven. Năm 2014, Chipu dính nghi vấn hẹn hò với bạn thân Jule. Dù không lên tiếng về bất cứ đồn đoán nào nhưng người hâm mộ vẫn có thể ngầm hiểu mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai. Năm 2017, giọng ca đóa hoa hồng thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò với nam diễn viên Hàn Quốc Jin Joo Hyung. Tên tuổi của Chipu đủ lớn để những tin tức hẹn hò của cô nàng được khán giả đặc biệt quan tâm và thảo luận sôi nổi. Vậy nên, thông tin cô hẹn hò cùng người yêu cũ bạn thân vào năm 2020 khiến nữ ca sĩ gặp không ít thị phi và thậm chí là nhận nhiều sự phẫn nộ đến từ cộng đồng mạng. Thời gian gần đây, Chipu khá tín tiếng trong chuyện tình cảm và chưa có bất kỳ động thái mới nào về các mối quan hệ đặc biệt của mình. Vậy nên, chút bật mí nhỏ của Linh Jin lại khiến dân tình cực kỳ quan tâm và thích thú. Người hâm mộ tỏ ra mong đợi và tò mò về danh tính người chú mà Linh Jin nhắc đến.